Xin chào các bác và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét các nguyên nhân, lý do gì khiến cho Tào Tháo lại trở thành một gian hùng. Ông ta từ một cái người lang thần, từ một cái vị quan giỏi, từ một cái người gọi là đại trung thần, lại chuyển hóa trở thành một kẻ gọi là gian hùng ngàn năm có một. Thì cái gì nó cũng có cơn cớ của nó cả. Cái lý do đầu tiên ấy là Tào Tháo là sinh trưởng trong một gia đình quan quan hoạn quan đúng không? Nhưng mà cũng là một gia đình có thế lực, cho nên ông ta ra vào triều chính từ nhỏ và chứng kiến cái sự lộng hành của các cái băng đảng ở trong triều đình, từ ngoại thích cho đến là hoạn quan thay nhau nắm quyền, và mỗi lần như thế đấy thì lại làm cho triều chính điên đảo, và vua thực sự chỉ là một cái đứa trẻ con, một cái thứ đồ chơi trong tay của các cái phe cánh, các cái thế lực đó. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái triều Hán mà đến cái giai đoạn cuối đấy thì những cái vị vua có tuổi thọ rất là nhỏ, thậm chí mấy tuổi đã làm vua rồi, cho nên là giống như một đứa trẻ con nằm trong tay của các cái thế lực, thì ai nắm vua thì lại có quyền điều hành triều đình đấy. Thứ hai đấy là ông chứng kiến cái nạn mà mua quan bán chức, không ai xa chính bố của Tào Tháo là Tào Tung ấy, đã dùng gần như vét tiền trong nhà ấy để mua được cái chức thái úy, một trong ba cái chức quan mà có thể gọi là to nhất trong triều. Và cái khủng khiếp mà Tào Tháo trực tiếp phải đối mặt ấy là khi ông làm quan ở những cái huyện xa đấy, khi ông làm huyện lệnh, hoặc là khi ông làm tướng quốc của một cái tiểu quốc gọi là đất phong của con cháu nhà vua đấy, thì 10 thằng quan ở địa phương ấy thì hết 8-9 thằng là dùng tiền để mua quan mãn chức, và vừa bất tài vừa tham lam vừa độc ác với dân, cho nên là ông hết sức là căm phẫn. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy là sau này về đánh Đổng Trác, mà khi đi hội binh đấy thì ông nhìn thấy toàn những kẻ mà chỉ có võ mồm thôi, chứ chả có thằng nào có tâm có sức với dân với nước cả. Tiêu biểu nhất trong đó là Viên Thiệu. Khi Tào Tháo gặp Viên Thiệu đề nghị là dùng kỵ binh để đuổi theo Đổng Trác để cướp lại vua, thì lần đầu tiên ấy thì Viên Thiệu chỉ cấp cho 3.000 kỵ binh, và Tào Tháo phải tự mang cái kỵ binh đó đi để đánh để cứu vua, nhưng mà bị mai phục và chết bất quá một nửa quân. Lần thứ hai Tào Tháo lại tiếp tục yêu cầu Viên Thiệu mang kỵ binh đi cứu vua. Lúc này thì Viên Thiệu đã trở thành minh chủ của liên minh. Thật là trớ trêu là minh chủ của liên minh, và cả cái liên minh ấy thành lập ra để cứu vua, cứu nước, cứu dân, nhưng lại chả có ai làm một cái hành động gì để mà cứu vua cả. Tào Tháo lại phải đi gọi là gom góp, gọi là chiêu mộ quân mã để lấy quân để mà đi đuổi theo đánh giặc cứu lại vua. Đây là cái thứ ba. Cái thứ tư ấy là trong suốt những quá trình mà lang thang bôn ba đấy, Tào Tháo nhìn thấy nhân dân khắp nơi, nơi nơi nhà hoang, nơi nơi lửa cháy, dân chúng đói khổ, sống kiếp sống như là những con vật ấy, cho nên là ông hết sức là khó chịu, căm phẫn. Chúng ta ai cũng đã từng biết tới cái câu chuyện mà Tào Tháo sau khi giết cả nhà Lã Bát Xa quay ra bảo với Trần Cung là ta thà phụ người trong thiên hạ đấy, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Thì thực tế thì khi mà Tào Tháo giết cả nhà Lã Bát Xa ấy là chỉ đi có một mình thôi, đầu cua tai nheo, thì cũng như là trong chuyện trong phim. Thế nhưng mà khi mà sát hại Lã Bát Xa xong thì Tháo đã thở dài, và ông nghĩ rằng là để mà tạo phúc được cho ba tánh thiên hạ đấy thì phải có quyền lực trong tay, mà để tạo phúc cho càng nhiều người ấy, thì càng phải có nhiều quyền lực. Như vậy đấy thì cái sự chuyển hóa của Tào Tháo từ một vậy trung thần thành một gian hùng, nó cũng có cái nguồn cơn của nó là như vậy, đúng không? Thế nhưng mà Tào Tháo bị gọi là gian hùng ấy là do các cái sử quan có thể là thiên vị nhà Hán, chứ còn là trong mắt của binh lính, của các cái quan lại, của những cái người thuộc cấp của Tào Tháo thì ông thực sự là một cái người rất là đáng được trọng vọng. Nhiều người là những kẻ vô danh trước đây, chẳng hạn như Giả Hủ thì chạy theo hết chủ này đến chủ khác, chỉ khi Giả Hủ về với Tào Tháo thì ông mới có thể hiến ra những cái kế mà làm xoay chuyển cục diện của lịch sử, đúng không? Đấy, rồi những tướng như Trương Liêu, Bằng Đức, khi hai cái dũng tướng này ở dưới tay của Lã Bố thì toàn là những kẻ gần như là vô danh, hoặc là những người ít ai biết đến tên tuổi, nhưng mà khi trở về với Tào Tháo thì đều là những tướng quân cực kỳ tài giỏi và có thể là định quốc an bang được. Như vậy là cái tài năng và cái hoài bão của Tào Tháo đấy, cũng như cái sự gian hùng của ông ấy, tạo phúc được cho không phải là ít người, đúng không ạ?